Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vietablet. Là một người dùng smartphone lâu năm thì chắc chắn ai cũng biết một điều, đó chính là giá tiền của một cái màn hình nó không hề rẻ chút nào, đặc biệt là những tấm màn OLED như của con LG G7 chẳng hạn. Và nếu các bạn đang muốn biết giá cả cụ thể của tấm màn hình này và một quy trình hoàn chỉnh khi thay một chiếc màn hình LG G7 trông nó như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu xem video này nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để ủng hộ tụi mình. Còn bây giờ thì intro nào. Trước tiên, nhân viên của cửa hàng Vietablet sẽ tiến hành đánh giá tình trạng máy nếu màn hình của các bạn chỉ bị vỡ mặt kính bên ngoài giống như thế này thôi. Còn cảm ứng và hình ảnh hiển thị vẫn ngon lành thì nhân viên bên mình sẽ tiến hành thay mặt kính cho các bạn. Quá trình này được gọi là quá trình ép kính. Ưu điểm của nó đó là giá rẻ, các bạn chỉ tốn 500k là đã có thể phục hồi được nguyên trạng của máy rồi. Có điều là nó hơi lâu tí, các bạn chịu khó ngồi đợi tầm 30 hoặc là 40 phút. Nhưng nếu cảm ứng của bạn nó nhảy loạn xạ lên, màn hình xuất hiện những vết sọc hay là vết tràn mực, vết loang ố thì chi bùng của các bạn sẽ cần phải thay nguyên một bộ màn hình. Ưu điểm của quá trình này đó là nó nhanh, các bạn chỉ cần ngồi đợi tầm 10-15 phút thôi, nhân viên bên mình sẽ bung máy ra rồi gắn hình mới vào xong, không cần phải ép kính ép gì cả. Đấy, nhưng mà nhược điểm đó là mức giá của nó sẽ khá là cao bởi vì màn hình của LG G7 nó là màn hình OLED các bạn ạ. Nhưng mà nếu các bạn lựa chọn Vietablet để thay màn hình thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một mức giá rẻ nhất trên thị trường, chỉ 1.9 triệu cho một combo màn hình OLED của LG G7 thì Vietablet sẽ bảo hành 1 tháng cho các bạn yên tâm xài tẹt ga, cam kết là màn hình nguyên zin chính hãng. Perfect. Và đây là toàn bộ quá trình thay màn hình tại cửa hàng Vietablet, các bạn có thể tham khảo. Bước 1, kỹ thuật viên sẽ tháo nắp lưng của máy. Bước 2, kỹ thuật viên sẽ tháo rờ từng linh kiện. Vì LG G7 được gắn khá là nhiều ốc cho nên lúc mở nó sẽ hơi lâu một tí. Toàn bộ linh kiện thao tác tháo rời đều sẽ được kỹ thuật viên làm hết sức cẩn thận và tỉ mỉ để đảm bảo không gây hư hại đến các linh kiện khác nằm ở xung quanh. Bước 3, sau khi đã tháo toàn bộ linh kiện thì cuối cùng sẽ tháo rời viên pin ra. Và như các bạn đang thấy thì đây là màn hình của chiếc LG G7. LG G7 nó khá đặc biệt phải không nào? Màn hình của nó sẽ có cả khung máy đính kèm chứ không riêng lẻ như những dòng khác. Bước 4, kỹ thuật viên sẽ tiến hành lắp ráp toàn bộ linh kiện vừa tháo ra vào bên trong khung màn hình mới. Bước này nó sẽ khá là phức tạp. Quá trình mở máy có thể rất đơn giản nhưng mà khi lắp vào là yêu cầu kỹ thuật rất là cao. Các bạn không nên vì tiếc 100 hay là 200 gì đấy mà vọt vạch tự lắp ráp tại nhà nha. Bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là cũng dễ bay màu đấy. Bước 5, sau khi kiểm tra không có tình trạng thiếu ốc hay là thừa ốc ở đây thì kỹ thuật viên sẽ cho khởi động máy, test màn hình kỹ lưỡng. Và cuối cùng đó chính là dán keo và lắp mặt lưng vào thân máy. Kỹ thuật viên cũng sẽ không quên cột chặt mặt lưng với màn hình để không có khoảng hở giữa hai bề mặt tiếp xúc. Tầm khoảng cỡ 2 tiếng là sẽ khô keo hoàn toàn, cho nên các bạn có thể tháo sợi dây chung ra và sử dụng bình thường. Thế là xong, nhanh gọn đúng không nào? Kỹ thuật viên mình đảm bảo với các bạn là sẽ test máy cẩn thận, cảm ứng ổn định, mọi tính năng để hoạt động trơn tru ngon lành trước khi bàn giao đến tay bạn. Đi link liên hệ và địa chỉ cửa hàng thì mình sẽ để trong phần mô tả. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút like hoặc là share. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.